Anh Nhật Dương có câu hỏi, nhà em nuôi 30 con dê lái được 25 tuổi, có một con trong đàn không có biểu hiện động dục và một con có biểu hiện động dục nhưng không chịu phôi giống, dê phát triển bình thường, cho em hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, cái vấn đề thứ nhất là dê không có hiện tượng động dục. Thì cái này nó cũng là một cái vấn đề chung của gia súc, ví dụ như là của trâu, ví dụ như là của bò, ví dụ như là của lợn. Thế vậy cái hiện tượng không động dục ở đây nó có mấy cái lý do sau đây. Lý do thứ nhất là do cái thể vàng tồn tại. Lý do thứ hai là do cái u nang buồng trứng. Và cái lý do thứ ba có thể là do bị viêm nhiễm đường sinh dục kéo dài. Thì đấy là một trong những cái nguyên nhân mà gây nên cái hiện tượng mà không động dục. Thế vậy thì để mà giải quyết vấn đề này thì anh cần phải xác định được cụ thể dê mắc một trong những nguyên nhân mà chúng tôi vừa nêu trên. Tôi lấy ví dụ như nếu mà kiểm tra thấy có hiện tượng là viêm đường sinh dục thì phải dùng thuốc để điều trị cái đường sinh dục, điều trị cái viêm đường sinh dục. Tôi lấy ví dụ như là dùng dung dịch thuốc sát trùng để thụt rửa, sau đó là đặt cái kháng sinh, viên kháng sinh đặt vào trong tử cung, rồi dùng thuốc đặc trị đối với viêm đường sinh dục như là A-MOC LA hoặc Zentamoc LA kết hợp với chế phẩm qua sắc tim phua, như là buổi sáng tiêm A-MOC LA hoặc Zentamoc LA, còn buổi chiều tiêm dung dịch tiêm chế phẩm qua sắc tim phua, và với cái phác đồ trên điều trị liên tục 5 đến 7 ngày. Thế còn thì trong các trường hợp mà cái hiện tượng thể vàng tồn tại hoặc là u nang buồng trứng thì cái này rất khó xác định, và nếu đúng như vậy thì rất khó khắc phục. Cho nên trong trường hợp con dê của nhà anh thì theo chúng tôi là cần phải theo dõi, nếu với một khoảng thời gian quá dài mà không có động dục thì sẽ chuyển sang cái dạng là dê thịt. Thế còn cái trường hợp mà có động dục nhưng mà lại không chịu phối thì cái này cũng là do cái nguyên nhân có thể là do viêm đường sinh dục, mà hiện tượng do cái hiện tượng viêm đường sinh dục mà con dê có cái trạng thái đau, và khi mà có cái trạng thái đau thì con dê cái không chịu cho phối. Hoặc là trong trường hợp thứ hai là đó là hiện tượng động dục giả, vì vậy mà nó cũng không cho dê được phối. Như vậy thì hai cái con dê này thì anh cần phải theo dõi cụ thể. Đối với con dê mà không có động dục, không cho chịu phối giống thì theo chúng tôi là anh tách con dê đó ra vào một ô chuồng, và đồng thời nhốt con dê đực, chỉ có một con dê đực, vào cái ô chuồng đó xem như thế nào.